Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Khanh hướng dẫn cho nhà mình tính năng Park In Park Out, có nghĩa là tự động đổ song song, tự động đổ vuông góc và tự động lấy xe ra ở trên chiếc xe Volvo XC90. Mong rằng cái video của Khanh sẽ mang lại nhiều giá trị cho nhà mình để nhà mình có thể vận hành cái chiếc xe tốt hơn, an toàn hơn mà không phải lo lắng một chiếc xe rộng 2m, dài 5m khó dè vào lùi chuột. Với chiếc xe Volvo XC90 có tính năng Park In Park Out, có nghĩa là tự động đổ song song, tự động đổ vuông góc và lấy xe ra, thì quý anh chị nếu thiếu bằng lái thì không ai rớt hết. Nó chơi vậy thôi, nhưng nó sẽ giúp cho nhà mình, những anh chị gọi là không quen với chiếc xe, ra vào xe dễ dàng hơn, chỉ cần ngồi thao tác thôi. Và XC90 hiện tại đang được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai loại động cơ, đó là T8 là động cơ điện, được đi được bán kính 50 km hoàn toàn bằng điện ở vận tốc 180 km/h luôn, và mình có thể tự sạc tại nhà. Rồi đối với động cơ B6 thì nó sẽ có một motor điện nhỏ để bảo hành 3 năm không giới hạn km, và sẽ có đi kèm với lại gói bảo dưỡng là 3 năm có giới hạn km. Mọi chi tiết Khanh sẽ giải đáp cho quý anh chị qua số điện thoại 0788 555 444. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết xem tính năng Park In Park Out của xe hoạt động như thế nào nha. Trên đây là giao diện của tablo xe. Thì quý anh chị lưu ý giùm Khanh, để xài tính năng Park In Park Out thì mình phải vào cái phần nút Home này nè. Đây là nút Home nha. Rồi mình bấm vào nút Home. Rồi bấm vào nút Home nè. Đó. Rồi mình quẹt qua thì nó sẽ có Park In. Park In tức là đổ vào, Park Out là lấy xe ra. Thì do xe mình chưa đổ thì mình sẽ bấm vào Park In. Rồi nó sẽ kêu mình là chạy và nhìn hai bên. Ở phía trước xe, nếu quý anh chị muốn đậu bên trái thì mình phải ra lệnh cho nó bằng cách là xi nhan trái. Ở đây nó sẽ scan left, tức là nó sẽ quét bên trái. Nếu quý anh chị muốn đậu bên phải thì mình sẽ xi nhan phải, tức là nó scan right để ra lệnh. Tại vì hệ thống sẽ không hiểu là quý anh chị muốn đậu bên trái hay là đậu bên phải. Rồi ở phía trước Khanh là có một cái chỗ trống phía trên cái chiếc xe này, thì Khanh sẽ đổ bên trái bằng cái chế độ tự động nha. Bây giờ quý anh chị mình sẽ tắt đi cái auto hold, nhớ giùm Khanh tắt đi auto hold. Tại sao phải tắt auto hold? Bởi vì khi mà quý anh chị chuyển cần số và nhấp phanh thì cái auto hold nó sẽ giữ phanh lại, gây ra cảm giác khó chịu mỗi lần mình nhấp tới nhấp lui. Chính vì vậy Khanh khuyên nhà mình nên tắt cái chế độ auto hold đi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển về chế độ D và mình đi. Ở đây nó vẫn là scan left nha. Rồi mình đi tốc độ chậm thôi, thì khi mà đi tốc độ chậm nó sẽ mới phát hiện ra cho mình cái vị trí có thể đổ được. Đây. Đó, nó tìm ra một chỗ. Khanh mới vừa chạy hút rồi. Đây, nó scan left tiếp. Rồi, nó kêu dừng lại, nó phát hiện ra một chỗ. Rồi, bây giờ nó sẽ hỏi mình là muốn đổ song song hay đổ vuông góc. Tại đây thì mình chỉ có đổ song song thôi. Đây cái lỗ này, vị trí ngay chỗ này nha. Mình đổ song song thì mình bấm parking. Rồi thì mình sẽ chuyển về chế độ R. Ở đây nó kêu bạn chuyển về chế độ R nè. Đây, lấy lên, chuyển về chế độ R. Rồi quý anh chị lưu ý nha, mình sẽ không chạm vào vô lăng. Đây Khanh ngã ngửa cái ghế ra để Khanh cho mình thấy là không chạm vào vô lăng. Và quý anh chị quan sát, khi nào cái vạch màu xanh này nó về đây thì mình sẽ dừng lại. Thành ra cái chân của Khanh sẽ để ở chân phanh thôi. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh. Bây giờ Khanh buông tay và dè nè. Đó, dè. Tự động vô lăng nó sẽ đánh lái. Tự động hoàn toàn nha. Mình nhìn có thể quan sát gương hậu nè. Đó, mình nhấp nhả chân phanh để cái việc mà ra vào xe hoàn toàn là do cái vô lăng nó tự động đánh lái. Đó, nó kêu mình slowly, slowly. Đó. Rồi
Dạ. Đây, trả lại. Tại do cái xe khi mà mình gia là cái bánh xe nó đã cập sát lề rồi, mà chiếc xe nó chưa nhận biết được là có vật cản, thành ra nó vẫn chưa có ra lệnh cho quý anh chị có thể chạy tới, thì mình có thể chủ động là chạy tới luôn. Đây. Rồi, parking thành công. Và quý anh chị có thể mở cửa ra để mình xem. Đây. Quý anh chị thấy đẹp không ạ? Tại lúc nãy cái lề nó rất là cao, khi mà gia lại chưa kịp đó, nó đã cấn vào phần lề rồi, chưa kịp mà chuyển về chế độ số là nó đã cấn phần lề rồi. Bây giờ Khanh sẽ dùng tính năng là park out, có nghĩa là lấy xe ra khi chiếc xe đậu đây, cái phần mũi xe nó sát nè. Bây giờ park out đúng không ạ? Khanh bấm đây, park out rồi. Bây giờ mình muốn bên trái hay bên phải? Tức là dĩ nhiên là Khanh đang đậu ở đây thì Khanh muốn ra bên phải rồi, Khanh xin nhanh phải. Rồi. Rồi bây giờ khi quý anh chị muốn gia thì mình sẽ bấm là park out. Rồi. Ở đây khi mà bấm park out thì nó sẽ hỏi mình là chuyển về chế độ R, số gia. Chân của mình vẫn ở chế độ giữ chân phanh nha. Đây chân phanh nè. Quý anh chị lưu ý dùm Khanh. Rồi bấm OK. Mình chuyển về chế độ R. Rồi bấm OK. Đó. Thì cái phần vô lăng nó sẽ tự động đánh lái. Đây, Khanh gia nè. Đó. Rồi, nó kêu dừng. Rồi, nó kêu chuyển về chế độ D. Đây, lấy D. Chân mình nhịp nha. Quý anh chị quan sát cái này nó về sát vô trong thì mình là chuyển thường. Rồi xong. Như vậy chiếc xe của mình đã đi ra được. Mình chỉ cần chạy thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Rồi về Khanh chạy đây. Quý anh chị thấy dè vào lấy ra trên một cái chiếc xe có kích thước là dài 5m cũng giống như rộng 2m, cực kỳ dễ dàng. Và hoàn toàn thực hiện bằng cảm biến cũng giống như radar xung quanh xe. Thì quý anh chị sẽ không bị trường hợp là sợ, gọi là sợ gặp phải là chướng ngại vật và mình sẽ bị chạy xe. Và nếu trong trường hợp mà thi bằng lái mà quý anh chị có sở hữu cái XC90 này thì Khanh nghĩ sẽ không có ai bị rớt. Cái phần đồ họa trên xe cực kỳ chính xác luôn. Nãy giờ là Khanh đang chạy bằng hoàn toàn chế độ điện nha, Khanh chưa chạy chế độ xăng. Rồi ở phía trên xe thì Khanh thấy Khanh muốn gia vào cái lỗ khoảng này. Đấy, khoảng này. Rồi bây giờ để thực hiện cái việc mà đưa xe vào bên phải thì cũng giống như lúc nãy Khanh làm cho quý anh chị là đưa xe vào bên trái, thì mình sẽ xi nhan phải và mình sẽ chọn cái chế độ là rồi park in nha. Rồi bây giờ mình chạy tới nè, mình chạy chậm để cho xe nó có thể nhận biết được cái khoảng trống. Rồi nó kêu dừng lại, đến khi nào là nó báo dừng lại nha. Còn quý anh chị chạy mà chưa báo dừng lại thì nó sẽ không có nhận biết được đâu. Rồi bây giờ nó kêu đổ song song, mình sẽ bấm vào và về chữ R. Đây, về chữ R. Về chữ R. Vô lăng sẽ tự động xoay. Đây quý anh chị quan sát nha, vô lăng sẽ tự động xoay. Đó, mình chỉ việc nhấp nhả chân phanh thôi nha. Chính vì vậy Khanh mới nói nhà mình là tắt đi cái auto hold. Tắt đi auto hold để cho chiếc xe nó vận hành. Còn nếu mà mình để auto hold nó cứ đạp phanh và nó cứ dính hoài. Rồi, ok. Parking ok. Rồi, về tắt máy, đi ra ngoài. Rồi, để lấy xe ra thì nó sẽ kêu mình là thực hiện bên trái hay bên phải và nó kêu mình chuyển về chế độ D để chạy tới lấy xe ra.
Ok, quá dễ dàng đúng không ạ? Rồi, trên đây là một cái video nho nhỏ để Khanh chia sẻ với nhà mình tính năng tự động ve vào, lùi ra, lấy xe vào, lấy xe ra, đổ song song, đổ vuông góc. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm theo dõi các video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye!